Chào các bạn ha, mình đang có mặt tại một cái quán cơm niêu ở Kim Anh. Rất là nhiều khách đến tham quan cũng như là vào đây để ăn ha. Đặc biệt đi ở cái quán cơm này thì mình thấy rằng là những cái xe nhà nhỏ đậu như thế này thì được nhà hàng sẽ che được những màn che ha, mang thương hiệu của quán cơm rất là ngon, đông khách ha. Đó. Rất là đông khách đây. Bạn nhìn thấy ha. Chúng ta cái quán này thì nó nằm trên đường Hùng Vương của thành phố Phan Thiết nha các bạn ha. Đường Hùng Vương của thành phố Phan Thiết. Các bạn có thể search lên Google, các bạn nhớ thì nhìn thấy được ha. Đấy. Khách đến rất là đông. Nó có khoảng 4 sảnh khác nhau nha. Đây là sảnh đầu tiên, sảnh này full là buổi trưa nha. Sảnh này nè, sảnh phần là sảnh 2. Sảnh 2 bên này. Đấy, một cái bếp rất là đông. Xe rất là nhiều. Ở trong cái không gian của quán thì nó có những cái hồ nước như thế này, nó cá bơi làm nó ẩm thực, du khách thì họ rất là thích khi mà ăn đồ ăn vô thì rất là ngon. Đây cái được cái này rất là đẹp ha. Nhân viên nhà hàng thì họ rất là thật sự ha. Đó. Đây nó có những phòng bên ngoài ha, có cả phòng lạnh các bạn ha. Đây. Bên chua này ha. Mấy bạn này ha, tốt này ha, đây. Cô cà rốt nè, ngon không, món này ngon không, ăn ngon không? Ngon không cơ. Mấy lần mới lạnh ha, đó. Không gian rất là tuyệt vời, tương yêu. Các bạn cũng nên đặt trước ha, đặt trước khi đến quán ha, vì các bạn sẽ không có đồ ăn ngay đâu ạ. Cơm ra. Lên. Mỗi người một phút, mỗi người một